các hình thức giao món thông thường phải cho thua quán ngon vì lý do này. Có nhiều khách hàng thường thắc mắc là phí giao món của quán ngon có thật sự xứng đáng với số tiền bỏ ra? Câu trả lời chính là nằm ở sự độc đáo và chất lượng vượt trội của dịch vụ giao món mà quán ngon mang lại. Trước hết, nhân sự đi giao món không phải là những shipper thông thường mà chính là những đầu bếp lành nghề với kinh nghiệm thẩm mỹ cao. Họ luôn đảm bảo món ăn giữ nguyên hương vị và được trình bày đẹp mắt. Từng miếng thịt được sắp xếp đều tăm tắp trên mét, tạo nên một bức tranh ẩm thực hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phương tiện và công cụ bảo quản của quán ngon cũng vô cùng kỳ công. Để giữ nguyên độ ngon và nóng hổi của món heo tộc hay một số đặc sản món khác thì món ăn sẽ được đựng trong những lưu đất và giữ nhiệt bằng than nóng. Đây là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao. Và không phải nhà hàng nào cũng sẵn sàng đầu tư vào việc này, nhưng quán ngon thì có. Phí giao món của quán ngon không chỉ bao gồm chi phí vận chuyển mà còn là sự đầu tư về công sức và kỹ thuật của nhà hàng. Dù cho có luôn đông khách, quán ngon vẫn sẵn sàng cử riêng một đầu bếp để bảo quản và giao nóng đến tận nhà khách. Đây không chỉ là một dịch vụ giao món mà còn là một trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Chính sự tận tụy và tỉ mỉ trong từng chi tiết đã tạo nên sự khác biệt khiến các hình thức giao món thông thường phải chào thua, xứng đáng với sự chờ đợi và kỳ vọng của khách hàng.